cô buồn. Nhắc nhớ dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông nan ai quán khung tơ lòng. Như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại dần trăng non em thương đón anh về. À, chúc mừng quý vị và các bạn là chúc đẩy bãi MBS. Chúc đẩy này thì ngày hôm trước em có về được rất là nhiều, hôm nay thì nó còn ít thôi nhá, còn ít. Nói chung là còn ngày hôm trước thì mấy chồng rất là cao, ngày nay thì nói chung là còn ít. Em đang test hai chiếc đẩy này cho hai bác khách hàng. Bác thứ nhất là anh Trần Hải có địa chỉ ở tổ 76 máy tổ phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Thì anh có cọc 1 triệu rồi thì chiếc đẩy này em bán 5 triệu này. Và anh Hồ Văn Cảnh có địa chỉ ở ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, Long An thì anh cọc 500, còn thu 4,5 triệu. Ở chiếc đẩy này một thương hiệu đến từ Mỹ nhá, thương hiệu MBS và được lắp ráp sản xuất lắp ráp vào Trung Quốc luôn nhá. Đấy. Với dòng hàng xuất của nó thì nó sử dụng điện 220 nhé, điện 220. Dòng này thì công suất rất là khỏe, tiếng ra hay. Các bác vừa rồi nghe chất âm của nó, tiếng bass đánh rất là sâu và mềm nhé. Quan trọng nhất là nó sâu nhưng nó rất là mềm. Đánh nó có tiếng chát bộp ấy, nhưng mà nó rất là mềm. Tiếng ra rất là mềm, tiếng cực kỳ sâu luôn nhé. Bác nghe rất là sâu. Đấy. Và lời sáng nói chung dòng này thì tiếng cực kỳ là hay rồi. Với thiết kế của nó thì mặt của nó sơn tĩnh điện nhìn rất là xịn sò nhé. Đấy, sơn tĩnh điện màu dạng như màu ghi bạc đấy, giống những dòng xe ghi bạc rất là đẹp. Đấy. Với thương hiệu MBS đằng trước thì nó mặt của nó thì nó có màn hình LCD. Đấy. Với hai chiếc nắp volume, chiếc nắp bi của nó thì nó là chiếc nắp này nó giống những dòng Crown. Đấy, chiếc nắp rất đẹp. Hai cửa sổ thoát khí lấy gió ở đây. Hình thức đẩy nó chung là tương đối, thằng đẩy bãi thì như này rất đẹp. Quan trọng nhất là chất âm của nó rất hay nhá, rất hay. Và rồi em đánh $1.40. Dòng này thì các bác có thể chơi được $2.40, $0.75. Rồi tín hiệu đầu vào của nó sử dụng là bằng Canon và nó có cả tín hiệu đầu vào bằng jack 6 ly. Đấy. Với đường ra loa của nó thì thiết kế bằng jack Matrix và đang sử dụng cả cọc loa nhá. Ở đây thì nó có cầu chì bảo vệ điện 220 nhá, điện 220. Đấy. Con này thì nó một số tất cả gần như nó vẫn còn những cái mã seri này, nói chung hàng nó đấy, vẫn còn những cái mã seri của máy này, nói chung hàng xịn thì bao giờ nó có những cái này. Xem này. Con này nó có chế độ cắt cốt có sắt sâu nhá. Bác gạt chế độ cắt cốt thì gạt còn low bass này thì nó đánh tiếng âm tiếng sút ra cực kỳ sâu luôn. Đấy, các bác có thể sử dụng đánh một cặp sút 50 rất là căng. Em vặn bác đánh thì nghe tiếng sút này. Nhạc này thì nó ít súp nhá. Đấy. Bác nghe chắc chắn cũng nghe được. Đấy. Khả năng các bác đeo tai nghe và nghe sẽ dễ hơn. Đấy, nó cắt súp luôn thôi nhá. Cắt súp luôn. Thì đối với các bác sử dụng ví dụ như các bác sử dụng đánh một cặp súp 50 thì có thể gạt trong chế độ cắt súp low pass này. Còn nếu đánh lời có thể đánh high pass này thì mỗi đa số phần trung phần chép, còn đa số là để ở giữa, đánh bass pass để giữa này. Thì nó đầy đủ giải các nhá. Đầy đủ giải bass trung chép đầy đủ hết. Và nó có chế độ đẩy đánh sitte, đánh bass. Đấy, bật đèn em. Thường để xít teo nhá, để xít teo. Với chất âm của nó rất là hay. Đấy. Em sẽ cho các bác xem cái nội thất của nó. Dòng này thì nguồn của nó thì nó rất là khủng đó nhá, nguồn rất là khủng này. Nguồn cấp rất là cao nhá, nguồn cấp rất là cao, nguồn cực kỳ khủng luôn, mạch class H thôi nhá. Đấy. Nguồn thì nói chung là còn con này đường kính tầm 20 thôi nhá, tầm 20. Đấy. Mạch class thì chủ yếu là cái nguồn này, quan trọng nhất cái nguồn này nhá, nguồn cấp này. Càng cao nguồn càng nguồn cấp càng cao càng to thì tín hiệu cho ra càng nhiều. Và mà class thì nó không sử dụng nhiều sò đâu nhá, không nhiều sò. Đối với con này thì nó chỉ dụng 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, và đa số là sử dụng nhiều bù áp thôi nhá. Và với dòng cục đẩy thì rất ít em bắt gặp, rất ít chiếc cục đẩy nó sử dụng lên tới 4 con bù áp bằng IRF. Thường thì nó sử dụng là mỗi một kênh là sẽ là một cặp IRF, đây mỗi một kênh là hai cặp IRF, tổng là 8 con bù áp bằng IRF thôi nhé. Đấy nên là công suất ra rất là khỏe, rất là ít, nói chung là ít cặp những con đẩy mà nó bù áp lên tới một cặp, hai cặp IRF trên một con đẩy. Đây là những con điếu cầu nhé. Về hình thức của máy móc của nó thì nói chung là rất là đẹp. Đây, dùng rất là nhiều những con tụ 5 bệnh màu, 7 bệnh màu các bạn này.
giống như những con lọc Hàn Quốc. Con này về nguồn cấp của nó thì sử dụng lên tới tụ ở nguồn 2, 4, 6, 8 tụ, tụ rất đẹp nhé, tụ phẳng luôn, hàng lì luôn. Hàng bãi tụ này rất đẹp. Tụ 10.000 mi farada và 63V. 63V 10.000 mi farada. Sau này thì tất cả là bị IC bị nó bị cắm chân không phải bị dán. Với dòng này thì nó là mạch class H, nó kết hợp AB cơ nhá, H và kết hợp AB. Độ xuất ra thì cũng khá cao và tiếng hay, nói chung là tiếng hay. Này. Toàn bộ sò là sò Toshiba cơ nhá, sò Toshiba. Đấy. Dòng sò của Nhật. Dụng là nó sử dụng hai quả gió làm mát nhé, hai quả gió làm mát. Đấy, thì clip ngày hôm nay thì em xin giới thiệu toàn thể quý vị và bạn với dòng cục để bãi MBS, công suất rất là hay, tiếng sáng. Đây là em dây thủ thì cũng test cho mấy bác khách hàng em đây đặt hàng, thì cũng xin giới thiệu toàn thể quý khán giả khắp mọi miền tổ quốc để các bác có thể biết và tham khảo. Các bác sẽ liên hệ cho em theo số máy cửa hàng em là 0385 2228. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác và mọi người đã theo dõi video.